Hot dog, water, hot dog, mustard, ketchup, just pint. Thì hôm nay là ngày lễ Halloween, là ngày lễ ma của người Mỹ. Có lại nhà người bạn ở tại thành phố Cincinnati. Thì thành phố Cincinnati là thành phố đứng thứ nhì, lớn thứ nhì của tiểu bang Ohio. Và như các bạn biết thì những người sống ở trung tâm thành phố thì họ không có nhiều cái chỗ trống để tổ chức cái ngày lễ Halloween. Cái khu vực này á, thì gần cái trung tâm thành phố, cho nên là ở đây nhiều người thường hay tổ chức những cái chỗ để vui chơi, để đi xin kẹo. Và tại nhà người bạn mình thì có giúp cho họ có những hot dog. Tại một ngày đó bạn mình nói là thấy có nhiều người đứa con nít nhỏ ở trung tâm thành phố tới đây thì đói bụng, thì bạn mình mới nói là nghĩ ra cái ý tưởng. Và mấy năm trước mình cũng có tham gia cái chương trình là giúp cho họ có những cái hot dog. I mean mustard. Oh yeah, also mustard. Thank you. Relish? Just mustard. Thì giúp đỡ họ có những cái hot dog hay là nước uống khi tới chỗ này chơi. Bây giờ mình quay tới cái chỗ này và lát nữa mình sẽ đi vòng vòng khu vực này cũng rất là vui. Và hiện tại bây giờ thì mọi người đang phát hot dog cho họ. Hi Ashley. Merry Christmas. Merry Christmas, Ashley. Oh, Merry Christmas, Ryan. Hey, Dylan đang giúp phát hot dog đây. Dylan này lớn rồi. Còn ở bên đây là kẹo candy corn, kẹo bông gòn. Thì người ta sắp hàng để lấy. Và ở Mỹ này cái văn hóa sắp hàng của người ta rất là cao. Thì họ sẽ sắp hàng để lấy từ 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 từ. Oh, let me get your picture. Just like that. Okay, let me get. Hiện tại bây giờ người chưa đông lắm. Lát nữa sập tối chút xíu thì người sẽ đông hơn. Không lạnh hả Ethan? Dạ không. Nothing. Ủa anh Nguyên đâu chị? Thank you. Đẹp không đẹp không? cái này chắc để bên đây ha. Sò tay nó cầm muốn ai lấy bà tay cho.
saw COVID down there. Can I get it? Okay, on three. One, two, three. Oh, how about this? Oh, I see. Awesome. I can't see. Okay, there we go. Thank you. How about this? One, two, three. Awesome. Great. Just relish. Just relish. Thank you. Well, you know, no, I'm going to have lunch. We need one more water. Thanks, just a little. Oh, normally we let you do it. Thank you so much. Anybody want a hotline? Have one last one. Come. Oh. You want some candy, Sophia? Thank you. Do you know how to bag? Yeah, I'll put it in your pocket. Oh, no, no, no. Open your pocket. Hey, get in. Oh, thank you. Cái gì? Ooh, that's the gì? Good candy. Oh, yeah. Oh, thank you. Yeah. 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 Oh, they still got one. Đi lên đây, đeo khẩu trang vô con ơi. Thi, con đeo khẩu trang vô. Đi lấy cho nó đi, con đứng con tiếp xúc rất là nhiều người, hiểu không? Đi lên, đi lấy cho nó đi. I'm good, thank you so much. What's that? That's okay. Can you say thank you? Thank you. What's the water? Thank you, guys. What's the water? I'm good. Thank you so much. Good to see you. Yeah, you too. Nói lớn lên con. Oh, add some relish. Want some relish or mustard? Anh Thành. Get some water. Get water. Hot dog. No, it's fine. No. Đưa lên. Mẹ nó kìa, mang khẩu trang. Yeah. Little kids like this. I'm buying my folk time, yeah. Cái này là tiếng gửi nữa. Tiếng gửi nữa. Thế nên phải cho hết đúng không? Cho phải cho hết hả? Hết rồi thôi, dẹp đi không cho. Ủa? Cho hết hả? À đứng đây, đứng đây. Thank you. Trời đẹp không? Cái miệng về cái đã. Trời cái miệng này mà về cũng như cái thằng ấy. Mà cái môi đỏ này cái đẹp. Bên trong, bên trong. Ok rồi, vậy hả? Rồi bây giờ tháo cái đó về đi. Trời em có dịp nè. Rồi, đó là đẹp. Quá đẹp luôn, quá đẹp, quá đẹp. Cái kẹo bông gòn mình kêu đắt quá. Rồi, nhiều người ghê luôn á. Nó thích cái đó. Đẹp á. Trời ơi, ai mắc cơm về ở nhà làm hả hay sao? Ui trời ơi, đẹp quá. Okay.
Hey, Ride Goat. Oh, I see him. Yeah. Run and go to the comeback. Run and grab. Like 2 houses down. Yeah. Yeah. Hi, you're ruining your camera. No. Đất hàng dữ nè, anh Kiệt nè, anh Kiệt quay qua anh Kiệt. There you go. The weather today is very good weather. Oh, you were lucky. were you here 2 years ago or last? 2 years ago. Yeah, 2 years ago. Yeah. Cool, huh? Thank you. Yeah, I'm here 2 years ago. Yeah, I thought so. Boom. He was asking about you yesterday. Yeah. Debbie's husband. Boom. So we talked together at the recording. Yeah. Yeah, I like that hot dog. Nice. Yeah. Alien? What is that? A burrito? Ketchup? Mustard? Any ketchup? How much water can you grab? Em đừng có đụng vô nữa người ta. Đừng có đụng vô của người ta. Để lên cái tay con, đừng có đụng vô người ta. Tại con đụng người này con đụng người kia không được. Wow. Scared, very scared. Hôm bữa nay năm nay gói lại vậy hay á, nó giữ nó ấm. Ồ vậy hả? Oh, yeah. Nó vệ sinh mà nó ấm, nó không có bị lạnh nữa. Thank you. Three hot dogs. Có cái gì anh? Cái wrap cái đó lại á. No, không có. Hồi đó đó là cầm luôn, ăn luôn. Cái này vô quá dữ luôn á. Lúc 4 giờ hả? Wow. Mà đứa nào nó cũng biết. Hết chất, free hot dog. Bây giờ người càng ngày càng đông. Người càng ngày càng đông. Thấy đây đông quá, họ đứng lại họ coi. Đứng ở ngoài nó nhậu luôn chứ. Mới thân. Cái thằng cầm lon bia, thằng cầm trà, cà phê gì đó. Oh,
bunch of pigs asking them all the time. What do you think, Alicia? They just want to play with someone, huh? Oh yeah, that's that. Yeah. Nấu kéo ngoài còn nhiều lắm. Kìa, ngồi ngoài đó kìa, chứ ở trong đây người ta không vô. Vô đây là lấy cái kia không à. How do I get back to him? No, it's not real. Ok, bây giờ Dylan với lại Aston với lại Maika đi xin kẹo. Oh wow, Maika, you've got a lot. I've been here for like 5 hours. Thank you. Imagine if you had a bunny dress. Yeah, they make it in front of me. Imagine if you're so fast. Thank you. The trick or treat. Wow, nhà này treo đèn được trong nhà thần lâm. Thì tình hình là năm nay mình thấy nó làm không có nhiều như 2 năm trước. Hồi năm rồi thì mình không có làm, mình không có lên đây cho nên mình không biết. Rồi 2 năm trước Hồi mấy năm trước thì chỗ này nó làm rất là hoành tráng. Đây. Ở nhà này năm nào cũng làm. À, nhà này treo đèn nhiều. Dylan, Maika, Aston. Oh.
I'm a big. Cảm ơn ta không con. It is so hot. Why you like dressing as so thick? Can I go home? My legs hurt. No pain, no gain. You can walk yourself. Just see all the roads that you see. Oh my god, why you like to dress up as so thick? Because my friend is oh. Her brother's old. Wow, nice custom. You're so good. Doing too much.
Wow, cái nhà này bự quá, Dylan. Hả? Yeah. Nhà này bự quá vậy. Imagine the basement was the first floor. Shake the potatoes. Wow, có cái nhà bên kia bự nữa đi Linh. Quá đông xe luôn. Kẹt xe luôn. Đi đây nè, cross. Đại đi. Xe nó dừng lại rồi đi nha. Từ từ đi Linh. Đi Linh, đừng có đi vô chỗ đông người. Chen vô đó làm chi? Cái chỗ này đâu có người đâu. Trong đường này đi về luôn được không anh Đức Linh? Hả? Đường này mình đi về luôn được không? Không. Tại sao không?
like it. I like my man right there. I like it. Yeah. Thank you. That's a good one. Thank you. You're welcome. Different kinds. There's so much to choose from. You're welcome. There are, right? So much to choose from. How are you? Good, and you? Good. Thank you. You're welcome. What is that? Thank you. You too. Thank you. Told you this was no outlet. Thank you. Thank you. Chạm lại. Cái này đi chạm lại lát nữa ba nói cho nghe. Đừng sang hướng cái đó. Thank you.
to stop for a minute and switch it over to something else. Xin đi về. Đi về rồi mà. Cái chỗ của mình nè. Xin ăn kẹo bông gòn còn đông quá. Hot drop hết rồi. Hết hot drop rồi. Nhưng mà kẹo bên đây còn, kẹo bông gòn còn đông quá. Ở bên này đông quá. Liên tục luôn á. Dạ. À, nó thích, nít thích cái này quá à. Kẹo kia thường rồi. Kẹo kia là ai cũng có nhiều rồi. Ở đây bây giờ xếp hàng để lấy kẹo bông gòn vẫn còn đông. Cái kẹo bông gòn rất như là nhiều đứa thích. Và đây nãy là đã cho 140 cái hot dog và xong rồi, bây giờ không còn nữa, chỉ còn kẹo bông gòn. Yep. Yep. Bây giờ chỉ còn kẹo bông gòn với lại nước thôi. Thì mình đã đi một vòng. Thực ra mình đi chưa có hết, nhưng mà kiếm cái gì không biết nữa. Yeah, good. Go get it. It's good.